Namaste. Chào bạn thân mến, rất vui được gặp bạn ở đây. Chào mừng bạn đến với ngày 9 thon thả hơn của hành trình 30 ngày yoga sức sống cùng Sophie và bé Cam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ vào các tư thế tập bụng để giảm mỡ bụng, giảm eo. Đây đang là một chủ đề được rất nhiều bạn yêu cầu, bởi vì lối sống ngày nay chúng ta phải ngồi làm việc nhiều hay là ngồi lái xe khiến cho mỡ tích tụ rất nhiều ở phần bụng eo, gây cảm giác khó chịu và kém tự tin khi diện quần áo bó sát. Đồng thời, nếu mà chúng ta có nhiều mỡ bụng, nhiều mỡ nội tạng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Chính vì thế ngày hôm nay trong hành trình này thì Sophie và Cam muốn rủ các bạn cùng tập yoga để giảm eo, giảm mỡ bụng và có thân hình thon thả hơn. Khi nào bạn đã mặc một bộ quần áo thoải mái thì hãy quay trở lại và chúng ta sẽ cùng tập nhé. Bây giờ để bắt đầu bài tập này, các bạn hãy ngồi thoải mái trên hông của mình đặt mông của mình xuống. Có thể với lấy một cái gạch hoặc là một cái gối hay là cái khăn giống như là Cam đang nằm lên của Sophie. Mình gấp giày lại và mình sẽ ngồi lên để cùng nhau thực hành hơi thở Kapalabhati, một hơi thở rất nổi tiếng của yoga giúp chúng ta kích hoạt cho phần bụng này, cơ lõi, đồng thời chúng ta sẽ làm nóng nhá các cơ ở đây để khởi động cho bụng trước khi vào các tư thế tập bụng chính. Bây giờ Sophie sẽ làm mẫu cho hơi thở Kapalabhati bạn nhé. Bạn hãy đặt tay của mình lên bụng này và cùng Sophie thực hiện trước hơi thở phình bụng, hít vào phình căng bụng lên. Thở hết ra xẹp bụng xuống. Hít vào phình căng rốn lên. Thở hết ra xẹp rốn xuống. Hít vào phình căng bụng lên. Chúng ta thở hết ra, hở hắt ra bằng miệng. Hít vào phình căng bụng lên bằng mũi. Thở hắt ra bằng miệng. Tốt lắm. Thêm một lần nữa nhé. Hít vào phình căng rốn lên. Thẳng lưng hạ vai xuống nào. Thở hắt ra. Bây giờ chúng ta mím môi lại và cố gắng thở hắt ra bằng mũi nhé. Hít vào. Tốt lắm, thêm một lần nữa nào. Hít vào. Thử nhắm mắt lại. Hít. Thêm một lần nữa, hít. Rồi bây giờ chúng ta lại mở mắt ra. Đó là hơi thở Kapalabhati nếu chúng ta làm chậm. Và bây giờ mình sẽ đẩy nhanh tốc độ của mình lên. Mình sẽ thở nhanh. Lưu ý là hơi thở hít vào là hơi thở thụ động. Và hơi thở ra, hơi thở hắt ra ấy, là hơi thở chủ động. Nhà có nghĩa là mình cố tình mình hở hắt ra và mình thóp cái bụng vào các bạn nhá. Bây giờ chúng ta cùng làm này và cứ đặt tay lên rốn để mình cảm nhận là bụng mình nâng lên và hạ xuống khi mình làm Kapalabhati hơi thở lửa. Hít một hơi thật sâu để chuẩn bị. Bắt đầu. Bây giờ bạn cùng làm với Sophie và Sophie sẽ đếm nhé. Chúng ta cùng hít vào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rất tốt. Bạn vẫn hít vào xen kẽ những lần bạn thở ra đấy chứ. Cùng làm lại nhé. Hít vào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhắm mắt lại và cùng thực hành. Hãy hạ thấp vai, mở ngực, hít sâu.
mở mắt ra, bạn cảm thấy thế nào? Nhiều khi là mình mới tập, khi mà mình thở hắt ra, cái vai của mình sẽ sụp xuống đúng không bạn? Và người của mình nó cứ chơi với mảng bà, nó rung lắc không theo ý của mình muốn, là mình muốn mở vai về phía sau và kéo dài cột sống, ổn định cột sống đúng không bạn? Thì Sophie chia sẻ với bạn là những lần đầu Sophie làm ấy cũng bị y như thế, cũng như là mới đây thôi thì Sophie tập tết tóc. Đây, các bạn thấy đây, tóc này là Sophie tự tết đấy, và Sophie là một cô gái không biết tết tóc và cũng mới chỉ tập đây thôi. Thế nhưng mà người bạn mà dạy tết tóc cho Sophie bảo với Sophie là con gái thì nên biết tết tóc và mình cứ thực hành, rồi từ từ mình sẽ dẻo cái tay hơn và mình sẽ tết nhanh hơn và các cái gọi là cái sợi tóc nó đan xen vào nhau sẽ đẹp mắt hơn và không bị rối nữa. Và Sophie thấy là cô ấy nói đúng. Sau khoảng tầm 2 tuần rồi đấy, Sophie tập và Sophie thấy là đúng là đấy, như các bạn thấy là cũng đỡ rối hơn đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập Kapalabhati một lần nữa nhé. Và bạn ơi, đây là một hơi thở rất nổi tiếng của yoga, nên là chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để làm một lần nữa. Và bạn hãy thẳng lưng lên nha. Bây giờ nhắm mắt vào và hãy tập hơi thở này cùng với Sophie, tay đặt lên bụng nào. Hít một hơi thật sâu và bạn hãy cố gắng làm nhiều lần nhất có thể nhé. Và khi nào mà bạn không làm được nữa thì bạn dừng lại. Hít sâu. Mở mắt ra. Giờ chúng ta làm thêm một lần nữa thôi nhá. Thì chúng ta sẽ vào các tư thế tập bụng. Hít vào một hơi thật sâu. Hít sâu. Rồi, hoàn thành. Thở hết ra chậm rãi. Cùng mở mắt ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy nhé. Rồi, hãy để viên gạch cặp cái gối của mình sang một bên. Biết đâu chút nữa mình lại cần dùng đến chúng. Hãy mở hai chân của bạn ra rộng bằng hai lần vai. Mình hơi tách gót chân hướng sang hai bên và hơi hướng mũi chân vào trong. Nhấn má ngoài của hai bàn chân xuống sàn để đứng thật vững trong tư thế đứng mở rộng này. Hãy siết cơ đùi lại, cảm nhận sức mạnh nhá, và siết cơ ở đùi trong là bạn đã làm tốt rồi. Và bạn hãy đứng thẳng lưng, hướng đỉnh đầu lên trời, hướng xương cụt, đốt xương cuối cùng của cột sống xuống sàn, kích hoạt cho cơ lõi nằm trong ổ bụng của mình. Bây giờ hãy mở hai tay ngang vai, hít một hơi thật sâu, vươn hai tay lên cao 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 cả. Thở hết ra, hạ thấp đôi tay, thư giãn cánh tay. Hít vào, vươn tay qua đầu, mở ngực, khép cùi chỏ và mang tay, nâng hai bàn tay lên trời, kéo giãn hai bên lườn. Tốt lắm, thở hết ra, hạ tay xuống xuôi hồng. Thêm một lần nữa nào, hít vào. Thở hết ra. Bây giờ chúng ta cùng đặt hai tay lên hai hông của mình và mình sẽ hướng ngón chân phải về phía cuối thảm nhé. Và gót chân của bạn hướng vào trong nhé. Rồi bây giờ mình sẽ co gối phải lại để vào tư thế chiến binh 2. Hãy nhấn rìa ngoài, má ngoài bàn chân trái xuống sàn để trụ thật là vững. Rồi hai bàn chân mở rộng bằng hai lần vai. Mình đưa gối phải về trước để gối thẳng hàng với cổ chân. Mở tay ngang vai, mắt nhìn bàn tay phải, hít vào. Thở hết ra, hóp bụng lại,
giữ ở đây tư thế chiến binh 2 này. Mình có thể lùi bàn chân trái về sau thêm một chút nữa để mình hạ thấp hông và gối phải gập 90 độ bạn nhé. Hóp bụng và hít thở sâu. Ở đây cho quen nào. 3, 2, 1, tốt lắm. Hít vào, chiến binh ngược. Đưa tay phải qua đầu, xoay ngược phải lên trời, mắt nhìn lên. Kéo giãn giãn lườn phải, thở hết ra. Với dài tay phải về phía trước, rồi thẳng gối phải. Rồi hạ tay phải xuống, đưa tay trái qua đầu, tam giác căng lườn trái, mắt nhìn lên. Trở về chiến binh ngược, hít vào căng lườn phải, tay phải qua đầu. Thở hết ra tam giác. Hít vào chiến binh ngược. Tay phải qua đầu, cùng giữ ở đây, xoay ngược phải lên. Căng lườn phải tối đa để lưu thông máu qua eo, giúp lấy đi mỡ thừa ở đây nhá. Nhìn lên nào, cố gắng lên, hãy đẩy gối phải về trước, hạ thấp hông, hóp bụng kích hoạt cho cơ lõi của mình. 3, hít thở sâu đừng nín thở. 2, 1, rồi từ đây chúng ta với dài tay phải lên phía trước, rồi duỗi dài gối, đưa tay trái qua đầu, xoay ngược trái lên, mắt nhìn lên. Ở đây bạn mới thì tay phải chạm vào chân phải. Bạn tập lâu rồi, hãy đưa tay phải qua đầu, hai cánh tay song song với nhau, khép và mang tay. Hóp bụng vào để giữ tư thế tam giác không có hỗ trợ này nha. 3, hãy cảm nhận sức mạnh của cơ bụng. Xoay ngược trái lên nào. 2, nghiêng sâu hơn chút xíu. 1, rồi chúng ta trở về chiến binh 2. Hít vào, thở hết ra, duỗi thẳng gối, hướng mũi chân phải về trước nào, và hướng gót chân trái vào trong, mũi chân trái hướng về đầu thẳng, và chúng ta lại co gối trái để vào chiến binh 2 cho bên còn lại nhá. Dịch bàn chân phải về sau, gập gối sâu hơn 90 độ nếu được, hóp bụng hướng xương cột xuống xả. Mở hai tay ngang vai, hít vào. Thở hết ra hạ vai xuống. Giữ ở đây, tốt lắm. Ba, hãy sử dụng cơ bụng để ổn định cho tư thế chiến binh 2 này. Hai, đừng nín thở, hãy hít thở sâu nhé. Một, hít vào chiến binh ngược, đưa tay trái qua đầu, căng lườn trái, mắt nhìn lên. Thở hết ra, duỗi gối, hướng tay trái xuống này, rồi đưa tay phải qua đầu, tam giác Trikonasana. Hít vào chiến binh ngược, thẳng, co gối trái thẳng gối phải, đưa tay trái qua đầu. Thở hết ra, tam giác duỗi gối trái ra, căng lườn phải, đánh tan mỡ vùng eo, xoay ngược phải lên, tốt lắm, trở về, hít vào chiến binh ngược, tay trái qua đầu bạn nhé, trùng gối trái và giữ ở đây, xoay ngược trái lên, cảm nhận eo trái của bạn đang căng ra, mình có thể vòng tay phải ra sau lưng và đặt tay phải lên đùi trái, như vậy sẽ khó hơn đấy. Và với cánh tay trái về cuối thả. Hai, hóp bụng lại. Một, cùng trở về, hít vào. Chiến binh hai, thở hết ra với tay trái về trước, hạ tay xuống. Tay phải qua đầu, hướng cái hông phải của mình lên cao để mình duỗi được lườn phải nhiều hơn. Hãy xoay ngược phải lên trời, hướng bàn tay phải với về đầu thảm. Bạn mới giữ ở đây là tốt rồi. Tập lâu thì hãy đưa tay trái qua đầu, hóp bụng lại. Ba, xoay ngược phải lên. Hai, cố lên nào.
Một trở về, hít vào, chiến binh hai. Thở hết ra, duỗi gối trái. Mình hướng mũi chân trái về phía trước. Rồi tay đẩy ra phía sau, hông của mình đưa hông về phía trước. Hít vào, mở ngực nhìn lên. Thở hết ra, gập người xuống phía trước, khóp bụng lại. Hướng đỉnh đầu xuống sàn, giữ ở đây. Bạn có thể đan tay lại với nhau và đưa hai tay qua đầu bạn nhé. Thả lỏng cổ, mắt nhìn về sau. Tốt lắm, từ đây chúng ta đặt tay lên hông. Hít vào, nâng người dậy. Rồi thở hết ra, bước hai chân về giữa thảm. Cùng nằm xuống sàn. Bây giờ chúng ta ngồi xuống trước đi. Mình sẽ vào tư thế tập bụng. Hẳn các bạn biết tư thế Navasana, cái thuyền đúng không? Bạn mới hãy kẹp một cái gạch ở giữa hai đùi này nhá. Và tay đặt sau đùi, mở ngực về phía trước này. Mở ngực ra. Đẩy vai về phía sau. Nhấn xương ngồi của mình xuống nhá. Và ở đây hãy đưa tay ra sau để đẩy thắt lưng của mình về trước. Đấy, như vậy thì lưng mình mới thẳng. Đừng cuộn lưng con tôm như thế này. Chúng ta phải sử dụng cơ bụng để giữ người khi mình ngả thân trên của mình về phía sau. Và nếu như bạn khỏe thì hãy thử nâng bàn chân lên. Giữ ở đây thôi là tốt lắm rồi. Hít thở sâu. Và cứ đặt chân xuống khi nào bạn muốn. Rồi, chúng ta cùng làm tư thế cái thuyền vài lần cho quen. À, và các bạn có nhìn thấy mưa rơi không? Rất lãng mạn đúng không nào? Mở ngực về trước, đẩy vai về sau. Cái thuyền hóp bụng vào. Không cần nâng chân lên mà Sophie nhấn vào bụng đã thấy là bụng của Sophie rất là cứng rồi. Và mình chỉ cần ngả người về sau khi vẫn giữ lưng thẳng là mình sẽ cảm nhận được điều này. Và cứ ngả về sau thêm chút thì tự nhiên bàn chân nó sẽ nâng lên, phải không bạn? Nhá, hãy cảm nhận tư thế, đưa sự tập trung vào bên trong. Và nếu bạn đi xa hơn được, hãy duỗi chân thêm một chút. Một chút. Hóp bụng vào. Và đưa tay về trước, mở ngực lại. Hít vào, hóp bụng lại. Thở hết, đặt thắt lưng của mình xuống sàn. Rồi, tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nâng vai đầu của mình lên nhé. Các bạn hãy nhìn về rốn này. Rồi duỗi hai chân về cuối thảm. Đây là tư thế cái thuyền một nửa, half boat đấy. Rồi từ đây nhé. Hít vào, mình nâng người lên. Đấy, có thể ôm gối. Đấy, đây là tư thế cái thuyền. Rồi, thở hết ra, hóp chặt bụng vào. Và chúng ta đặt thắt lưng của mình xuống nhé. Bạn có thể co gối hoặc là duỗi gối nhá, nâng cằm lên hoặc đặt đầu xuống. Rồi, hít vào, lên cái thuyền, ôm gối vào ngực. Đặt bàn chân xuống sàn. Dễ đúng không? Cùng làm nhá. Thở hết ra. Hít vào. Thở hết ra, hóp bụng lại, hít vào, thở hết ra, hít, thở. Mình còn 3 lần nữa, hít vào, thở hết ra, hít sâu. Hết ra, hóp bụng lại. Một lần cuối rồi này. Hít vào, cố lên. Thở hết ra. Hóp bụng lại rồi. Ôm hai gối vào ngực. Tốt lắm. Rồi chúng ta đặt thắt lưng của mình chạm xuống sàn để mình kéo giãn cho thắt lưng. Rồi bây giờ chúng ta cùng đặt bàn chân xuống sàn nhé. Tay chạm vào gót chân này. Và mình đưa hai tay đặt lên đùi. Chúng ta sẽ trà đùi hay gọi là lướt đùi đấy, để tập cái bụng trên của mình nhỏ. Rồi nâng người lên, hóp bụng vào liên tục nha. Mắt nhìn rốn, tay chạm vào gối. Rồi thả xuống. Hít vào lên. Thở ra. 10. Hít. 9. Hít vào.
thở ra. 8. Hít. Thở ra. 7. Hít vào. Thở ra. 6. Hít. Thở. 5. Hít. 4. Hít. 3. Hai lần nữa hít. Thở hết ra. Lần cuối cùng hít. Thở hết ra. Tốt lắm, bây giờ hãy cùng Sophie nhé. Bạn sẽ gác một chân, chân phải lên đùi trái trước đi ha. Và chúng ta dùng tay mình đẩy cái gối phải hướng về cuối thảm. Ở đây tay phải của bạn đặt ngang vai, úp bàn tay phải xuống sàn này. Và hãy nhấn cái vai phải và cánh tay phải xuống để mình trụ trong tư thế này nhé. Còn bàn tay trái của bạn đặt ra sau gáy này. Rồi bây giờ chúng ta từ từ này, mình nâng người lên hướng gối trái về, hướng của trỏ trái về gối phải. Được chưa bạn? Hóp bụng mắt nhìn về rốn nha. Rồi trở về. Nè, chúng ta hít vào lên, thở ra xuống 10 lần. Bắt đầu. Hít. 10. 9. 8. Cố lên nào. 7. 6. Nhấn bàn tay phải xuống làm điểm tựa nào. 5. Hóp bụng lại. 4. 3. 2. Rồi. 1. Tốt lắm. Chúng ta đổi bên bạn nhé. Gác chân trái lên đùi phải, dùng tay trái đẩy đùi phải hướng về cuối thảm. Rồi tay trái này đặt ngang vai, úp bàn tay trái xuống. Nhấn vai, nhấn cùi trỏ trái xuống làm điểm tựa. Còn bàn tay phải của mình đặt ra sau gáy nhá. Rồi từ đây hít vào, nâng lên cùi trỏ phải hướng về gối trái. Mình nhấn cái cùi trỏ trái xuống để mình nâng người lên sâu hơn, cao hơn. Rồi trở về. Bạn hãy làm theo khả năng của bạn nhé. Rồi chúng ta cùng làm, bắt đầu nào. Hít vào lên. 10. Hít. 9. Hóp bụng lại. 8. 7. Tốt lắm. 6. 5. 4. 3. 2. Rồi, từ từ hạ xuống. 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt chân trái chạm xuống sàn. 2. Bàn tay chạm vào gót chân. Rồi, chúng ta đo khoảng cách đấy. Rồi, bây giờ bạn hãy cùng Sophie nhá. Nâng chân lên, hướng mũi chân lên trời này. 2 bàn tay của mình đặt ngay dưới mông bạn nhá. Rồi, từ đây mình sẽ sử dụng cơ bụng dưới. Đấy, mình siết cơ bụng dưới vào để mình nâng cái hông lên và đẩy chân lên trời. Và bạn lưu ý ở đây là chúng ta không bật người lên mà chúng ta siết cơ bụng dưới để nâng chân lên. Nên là nâng chân cao bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là sử dụng được cơ bụng dưới. Hãy nhắm mắt vào và cảm nhận cơ bụng dưới được siết chặt lại. Rồi hạ xuống cùng làm 10 lần, hít vào lên. Thở ra xuống, thả lỏng cổ ra nào. 9. 8, bạn mới co gối lại. 7. 6. 5. 4. 3. 2.
Một, rất tốt rồi. Từ đây chúng ta hướng chân về cuối thả. Hướng chậm thôi, chậm thôi. Và bạn để ý tay phải mình luồn dưới thắt lưng này. Thắt lưng chạm gần như là chạm sàn. Đừng nâng thắt lưng lên nhá. Khi nào mà thắt lưng bị nâng lên thì co gối lại nhá. Rồi duỗi 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 duỗi. Rồi 45 độ này. Nhấn hai bàn tay xuống để hỗ trợ. Và chúng ta cắt kéo ngang. Rồi ôi dồi ôi, cái này là đau bụng dưới lắm. Cố lên. 10 9 8 7 6 Thả lỏng cổ ra. 5 Hạ chân thấp xuống tí nữa nào. 4 3 Nhấn thắt lưng xuống sàn. 2 1 Rồi từ đây hạ chân xuống. Rồi, thế là chúng ta đã xong rồi. Bây giờ mình nằm nghỉ ngơi thôi. Các bạn có thể là ôm hai gối vào ngực nhé. Rồi chúng ta xoay cột sống nào. Rồi, xoay hai gối sang bên phải nhé. Và chúng ta gập gối 90 độ. Bạn thấy không? Nhớ nhá. Có thể nằm, Sophie sẽ nằm lùi vào trong một chút. Và các bạn hãy mở tay trái của mình ngang vai, mắt nhìn theo bàn tay trái, hoặc là như Sophie là đang nhìn em Cam nằm ngủ díp cả mắt lại. Nhấn vai trái xuống, hít, thở hết ra. Bạn nào tập mà lâu rồi có thể duỗi chân phải ra nhá. Và mình sẽ xoay sâu hơn bằng cách là hướng gối trái xuống sàn. Hóp bụng lại. Chúng ta cùng trở về để đổi bên. Ôm hai gối của mình vào ngực. Hít vào. Rồi thở hết ra, xoay gối sang bên còn lại. Gối gập 90 độ và tay phải đặt ngang vai, ngửa bàn tay lên trời. Thở hết, hóp chặt bụng vào, hướng gối phải xuống sàn. Bạn nào duỗi gối thì hãy thẳng gối trái và hãy đưa mắt nhìn theo bàn tay phải. Nhắm mắt lại. Hóp bụng khi xoay. Hãy xoay sâu hơn Sophie nếu được nhé. Từ từ hướng gối phải xuống thêm một chút. Một chút nữa. Lần cuối hít sâu, thở hết ra, xoay hóp bụng. Chúng ta cùng nhau trở về, ôm hai gối vào ngực. Hít vào. Thở hết ra, duỗi từng chân về cuối thả. Vào tư thế cuối cùng, Savasana. Hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thư giãn. Ngửa tay. Nếu bạn đã tập đến đây, nghĩa là bạn đã rất là quan tâm đến cơ thể của mình đấy. Và bây giờ, hãy tập trung vào nghỉ ngơi, thư giãn. Bạn đã cố gắng hết sức rồi. Không còn gì để luyến tiếc nữa. Thả lỏng khuôn mặt ra nào. Lắng nghe tiếng mưa tí tách rơi. Hòa mình
vào âm thanh tuyệt diệu của thiên nhiên vũ trụ. Bạn chính là một phần của thế giới này. Thư giãn, thư giãn, thư giãn. Thức dậy, nhẹ nhàng cử động từng ngón chân, ngón tay, xoay đầu sang phải, sang trái, duỗi chân về cuối thảm, đưa tay qua đầu, hít một hơi sâu, kéo căng cơ thể ra. Thở hết ra, thả lỏng vai, cùi chỏ và các ngón chân. Nằm nghiêng người sang một bên, chuẩn bị nâng người ngồi dậy. Vào tư thế ngồi thật thoải mái. Bạn có thể ngồi lên gạch, lên khăn mà bạn muốn. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe âm thanh của chiếc bát. Chuông xoay trị liệu cho tâm trí, mang tới sự bình an. Chánh niệm, hãy nhắm mắt vào. Hít sâu, thở hết ra. Hít vào, thở hết ra. Thank you.
đưa sự tập trung vào điểm giữa đôi chân mày, cảm nhận một màu tím ở đây. Cùng nhau chắp tay trước ngực. Cúi cằm trước trái tim. Tỏ lòng biết ơn bản thân mình. Namaste. Xin cảm ơn bạn đã tập luyện cùng với Sovi ngày hôm nay. Có lẽ đây là một trong những bài tập với chủ đề được yêu thích nhất nhưng mà cũng hơi khó bạn nhỉ? Bạn cảm thấy thế nào? Tập bụng luôn là một chủ đề không dễ. Bởi vì nếu mà dễ thì ai cũng có vòng eo thon gọn mất rồi, đúng không? Không phải là ai cũng mơ ước, người ta mơ ước cái gì khó có. Bạn có đồng ý với Sophie không? Hãy bình luận ở hộp và comment bình luận bên dưới cho Sophie biết nhé. Và nếu bạn chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào nút subscribe đăng ký kênh màu đỏ ở bên dưới. Và đừng quên ấn vào nút hình cái chuông để nhận thông báo về những bài tập mới up trên kênh. Cảm ơn và hẹn gặp bạn vào ngày mai. Ngày thứ 10 chúng ta sẽ vào một chuỗi tư thế yoga mà Sophie nghĩ là bạn cũng sẽ rất thích đấy. Namaste.